Trên bàn là những món ăn đã sẵn sàng để phục vụ ba vị giám khảo, mà lúc này đây trong mắt các bé họ chính là những thực khách khó tính nhất. Đầu tiên, Quốc Huân. Cô Tịnh Hải xin mời đầu bếp nhí Thanh Hải. Jack Lee xin mời đầu bếp nhí Minh Anh. Món đầu tiên, ưu tiên cho đầu bếp nhí Minh Anh trình bày. Hôm nay con mang đến món cá hồi chiên xù ăn kèm với khoai tây nghiền và bông thiên lý xào. Ý tưởng của con? Đầu tiên con làm khoai tây nghiền trước vì khoai tây nghiền lâu. Cá hồi thì con rửa sạch và lọc hết da. Sau đó ướp một ít muối, một ít tiêu để giữ nguyên hương vị của cá hồi. Con lăn qua một lớp bột mì, một lớp trứng, cuối cùng là một lớp bột xù. Thì để tăng độ giòn thì con lại lăn qua một lớp trứng nữa rồi thêm một lớp bột xù. Con cho vào chảo ngập dầu đã nóng. Con để lửa hơi to một chút thì để cá hồi bên trong nó chín đỏ vừa tới và lớp bên ngoài thì vàng giòn. Tuyệt vời. Rất là hay, nhưng mà chú Ale rất là chóng mặt, con lăn hoài à. Nãy giờ lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Thôi mình thử đi. Tiếp theo con thì cái hành tinh xanh á, đối với con ngày hôm nay cái chủ đề này là nó nghĩ gợi ý cho con cái gì? Dạ, cái chủ đề hành tinh xanh ngày hôm nay thì gợi ý cho con là cái món ăn của mình thì được làm từ rau sạch và nó có màu xanh. Ok, hành tinh thì phải xanh đúng không? Chú thì chú thấy có một cái sự mềm mại, một cái gia vị toát lên trong cái miệng của chú, trong cái lưỡi. Và sau khi ăn với cái sốt rồi á, thế là hành tinh chúng ta đang phun núi lửa lên. Hơi cay. Phun núi lửa luôn. Wow. Với món ăn của Minh Anh á, và cái sự trình bày của Minh Anh, cô Tịnh Hải rất là thích. Điều con muốn nhất là được giải quán quân. Cái thứ nhất là cũng phụ giúp mẹ được phần nào tiền học cho chị, cho em, rồi quán xuyến gia đình. Với sự thông minh và dí dỏm của con, và cái kỹ năng con nấu rất là tuyệt vời, và cái hương vị của con nó đậm đà, và đặc biệt là cái cá nó vừa chín tới, nó không phải là quá chín, gọi là overcooked. Cô rất là chúc mừng con. Cảm ơn cô. Quốc Hưng. Con được ưu tiên. Quốc Hưng. Sau khi nấu, lúc mờ lên chấm món của con thì lúc đó con thấy thấy rất là căng thẳng. Dạ, hôm nay là con làm món bò bistec ăn kèm với cải bó xôi xào với sốt tiêu, với sốt tiêu xanh nè. Tại sao con lại thích món này và đem tới cái cuộc thi này? Thì lần đầu con ăn thấy cái món này rất là ngon, nên là con thích biến tấu nó lại và đưa đến một món ăn ngon cho ban giám khảo. Cho chú biết là cái bò của con, con sao biết cái độ nấu để vừa chín tới thế nào? Dạ, là như vậy là rare, medium, well và well done. Thế cái của con là cái gì? Dạ, ở năm điểm, điểm nào? Dạ, medium. À, là chính giữa. Ok, là medium. Tại sao con lại nấu medium? Chú thích rare, ở ba người này biết đâu họ thích rare sao? À, con không biết thì cũng ngon hết, là nhờ người ta thì bây giờ thì cũng thấy, con thấy đi qua thì cũng thấy người ta thường thích ăn medium nhiều hơn. Gọi là xu hướng đấy. Được. Xu hướng. Được đúng. Được đúng. Tuổi trẻ bây giờ là xu hướng. Ok. Tuyệt vời. Trước khi cô Tịnh Hải nếm món ăn á, cô Tịnh Hải phải nói một cái điều là con rất là đáng yêu. Dạ, vâng, món ăn á thì rất là ấn tượng rồi, nhưng con lại ấn tượng hơn tất cả món ăn đang ở đây nữa. Dạ, vâng, là cách cái cách nói của con, rồi những cái cảm xúc, rồi con cô quan sát con về cái chú tâm của con đối với khi con đang nấu món ăn á, rất là đáng yêu, con có biết không? Dạ, rồi cố nha con.
Cái này là con nói là medium, em con nấu độ medium hả? Thì có thể là nó là không, có thể là hơi tái chút, hơi tái hơn medium một chút rồi. Và con rất là ấn tượng với là lời giải thích của chú Ai Linh Nguyễn à. Cái bó xôi của con á, con làm nó còn giòn. Chú thì chú rất là ngại khi mà đầu tiên con lên vô bắt đầu nấu là con làm liền bó xôi, nhưng mà lại giữ giòn. Con có bí quyết gì chỉ cho chú biết đi. Dạ thì lúc đó thì con chỉ bỏ cái bó xôi vô lọn xào. Sau đó con cho một ít thôi. Vì con nghĩ là nếu như con cho nhiều vô thì nó sẽ bị nhũn ra. Cái sốt thì cái tiêu đa số là vừa phải. Nhưng mà chú thấy á, nếu như con làm còn tốt hơn nhiều. Cái bò có thể nấu chín một chút. À, tại vì mình cắt ở đầu á. À ha, con thấy không à? Cắt ở đầu á. Là mình đã thấy rare rồi đó ha. Thì medium á, chín giữ là chắc rare hơn ở ngoài đúng không? Dạ. Khi biết là món bò của mình lại chưa biết chín tới thì con cũng thấy là nó có nguy cơ. Có nguy cơ là con sẽ bị loại. Thì món nói chung món này rất là ngon. Dạ, ha, thank you. Dạ, vâng, con cảm ơn nhiều. Rất tuyệt vời. Cảm ơn con. Thanh Hải. Những hành tinh xanh của con thì hành tinh xanh có nghĩa là mình ăn xanh, mình ở xanh. Mình ăn xanh là mình phải ăn tốt, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Nên là con là kết hợp là bò là có nhiều chất đạm với rau củ là có nhiều chất xơ. Đó là một dĩa hoàn chỉnh. Thế nãy giờ con nấu rồi, con có muốn thử không? Chú Alan mời con cầm đôi đũa để chú cắt ra rồi con thử với cái sốt của con. Con tự đánh giá lấy cái món của con nha. Ok. Con thấy không? Bò hơi già. Trong vòng ít 45 phút con đã nghĩ ra con đã có cái kết quả nấu làm sao ha. Cái timing của con rất là hay, tại vì khoai tây xong rồi cái bò để dành tới 30 phút con mới bắt đầu nấu. Món này cái sauce giám khảo cũng thích. Cảm ơn Thanh Hải.